Ở tập trước, Yamato và Shinobu đang cố gắng bảo vệ Momo khỏi mạng lưới thông tin của Bao Hoàng. Trong khi đó, trận chiến giữa nhóm 5 siêu tân tinh và hai tứ hoàng vẫn đang tiếp diễn, với phần thắng áp đảo nghiêng về phía Kaido. Còn nhóm 9 bao kiếm đỏ vô tình giáp mặt với tên Oden giả mạo, Dochi vì thế đã bị đâm trực tiếp vào người. Denchizo điên tiết xông tới chiến đấu với hắn, kẻ đã lợi dụng lòng tin của bọn họ và sỉ nhục huyền thoại của Wano. Tập 1025, thế hệ tồi tệ nhất bị quét sạch. Kanchuro sử dụng Oden giả mạo nhằm ngăn cản nhóm 9 bao kiếm đỏ. Lúc này, họ mới nhận ra đích đến của hắn chính là Momo. Ngay khi vừa định phản công và tìm Shinobu, Oden giả mạo đã lật bài tẩy, quyết sống chết với cả băng bằng một vụ nổ hoành tráng. Nhưng hắn không ngờ Dochi lại hy sinh bản thân. Oden là người đầu tiên công nhận ông, càng là một người chủ nhân xứng đáng được kính trọng. Dochi quyết tâm liều mạng để bảo vệ danh dự của Oden, cuốn theo một vụ nổ phá hỏng cả một góc tòa nhà, kèm theo đó là nỗi đau không gì sánh nổi dành cho người ở lại. Còn Kanchuzo cực kỳ phấn khích vì kế hoạch thành công tốt đẹp. Nhóm Kinemon đang truy tìm Kanchuzo thì xui xẻo đụng trúng trách, xung quanh là xác chết của toàn bộ người thuộc tộc Min. Điều này khiến hai vị vua nổi cơn thịnh nộ. Cuối cùng, họ quyết định để Inuyasha ở lại chiến đấu và tiếp tục chạy đi tìm Momo. Đây là trận chiến của hai kẻ thù truyền kiếp. Ở một nơi mà mặt trăng không thể nào chiếu tới, liệu rằng Inuyasha có thể đánh ngang hàng với một trong bộ ba thảm họa hay không? Trong khi đó, Queen đang khá chật vật sau cú tát trời giáng của Chopper. Ý chí của các Samurai cũng tăng lên rất nhiều. Ngay khi hắn định tung đòn nhằm vớt vát lại mặt mũi, thì lại bị Marco đá một phát bay lên bàn thờ ngồi. Tại gian phòng nọ, các quân lính đang cố gắng dập lửa thì bị một người tấn công. Bất ngờ thay đó lại là Orochi, kẻ đã bị Kaido chém đầu ở sảnh chính. Giờ chính là lúc hắn ta trả lại mối hận này. Nhờ vào năng lực trái ác quỷ, xem chừng Orochi sẽ rất khó bị tiêu diệt. Hắn điên rồ muốn biến cả hòn đảo quỷ trở thành một quả cầu lửa. Trở lại với trận đại chiến chính của những con quái vật, trong khi lo nghĩ ra đối sách để tách riêng hai tứ hoàng, thì bọn chúng lại bàn với nhau cùng tung một đòn để xem còn mấy thằng còn sống. Những con ác quỷ từ địa ngục chuẩn bị xuất kích, uy lực khiến cả trời đất cũng phải xoay vòng. Ngay lúc chẳng ai biết làm gì thì Zozo đã đứng ra che chắn, nếu như để cả bọn bị quét sạch, còn không bằng để mình cậu hy sinh. Trong phút chốc chiến trường yên tĩnh trở lại, mặt đất bị oanh tạc một trận, còn năm siêu tân tinh cũng trốn thoát thành công nhờ vào năng lực của Lo. Zozo bị thương nặng, Luffy lập tức nổi điên xông lên trước, đòn đánh bọc trong Zuo của cậu lần đầu tiên khiến Kaido phải né đòn. Ở tập tiếp theo, chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu mãn nhãn nhất từ trước đến nay. Để mở ra thời đại mới, giải pháp nào của năm siêu tân tinh khiến hai tứ hoàng cũng phải bất ngờ. Nếu tò mò về các trận chiến căng thẳng sắp tới, thì đừng quên cho chúng mình một like và đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hết phim rồi các bạn nhỏ à. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những tập tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy like, chia sẻ và bật chuông thông báo cho bọn mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết tập phim hôm nay.